Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 24 tháng 8 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 41% kế hoạch cả năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Hội thảo phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng và phát triển tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhãn lồng Hưng Yên tiếp tục được đưa vào suất ăn hạng thương gia cho các chuyến bay của Vietnam Airlines. Các nhà vườn sẵn sàng cho tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội được khai mạc vào sáng mai 25 tháng 8. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Tân Dân, huyện Quế Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 12.000 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn. Qua 8 tháng triển khai, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn còn thấp so với kế hoạch được giao. Tính đến ngày 22 tháng 8, toàn tỉnh giải ngân 4.955 tỷ đồng, đạt trên 41% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp là thị xã Mỹ Hào mới giải ngân được gần 16%, huyện Văn Giang trên 23%, huyện Kim Động trên 25% và huyện Văn Lâm trên 27%. Hội nghị tập trung phân tích và làm rõ một số nguyên nhân về tiến độ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, còn 19 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nên chưa có đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn trung hạn. Tiến độ trình thẩm định quyết định đầu tư một số dự án còn chậm, một số dự án còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, giá vật tư xây dựng vẫn ở mức cao, đặc biệt là cát đen đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình và giải ngân vốn đầu tư công. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu các sở ban ngành địa phương, các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, ách tắc trong triển khai các dự án đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai, kết thúc dự án, nhất là trong giải phóng mặt bằng, xử lý thủ tục về đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng, khẩn trương quyết tâm quyết liệt lấy rút ngắn thời gian thi công bù cho thời gian bị chậm trễ trong khâu chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định của pháp luật, tập trung ưu tiên triển khai các dự án lớn như đường vành đai 4, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, tuyến đường nối hai cao tốc, các dự án nhóm A, nhóm B cùng các dự án chuyển tiếp, dự án có thể hoàn thành trong năm 2023, kiên quyết giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Để hoàn thành cái mục tiêu giải ngân được trên 95% vốn đầu tư công năm 2023. Để làm được những cái việc này, chúng ta phải xác định là cái khó khăn lớn nhất mà chúng ta vẫn nói là cái giải phóng mặt bằng. Tất cả các cái dự án do các huyện làm chủ đầu tư hay là dự án tỉnh làm chủ đầu tư thì cũng đều vướng mắc cái khó khăn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Thì ở đây thì chúng tôi cũng đã nói là như ý kiến của các đơn vị cũng đã từng bước tháo gỡ và chúng tôi cũng ghi nhận là rất nhiều đơn vị địa phương đã có những cái kết quả rõ ràng trong cái việc giải phóng mặt bằng tháng gần đây. Tuy nhiên thì vẫn chưa đạt cái yêu cầu đề ra, đặc biệt là chưa đạt được cái tiến độ theo như là cái kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh. Thế thì đề nghị là các đơn vị địa phương phải nghiêm túc thực hiện những cái nội dung mà mình đã hứa và đã có xong cái kết luận, thông báo kết luận Chủ tịch Ủy ban tỉnh. Thế bên cạnh đấy thì trách nhiệm của các nhà thầu thi công, tôi đề nghị là các chủ đầu tư phải nghiêm túc yêu cầu các đơn vị thi công tăng cái tốc độ của thi công khi mà chúng ta đã bàn giao mặt bằng. Có mặt bằng để thi công thì phải có cái khối lượng, và khi hoàn thành khối lượng thì phải có cái hồ sơ để quyết toán được các cái hạng mục. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức hội thảo phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia. Hội thảo có sự tham gia của trên 100 đại biểu, cùng với 36 tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, các sở ban ngành, tổ chức chính trị tỉnh Hưng Yên.
Trong đó tham luận của các nhà khoa học đều tập trung vào phân tích nguồn lực văn hóa của Hưng Yên, bao gồm 3 loại nguồn lực di sản văn hóa, bao gồm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nguồn lực thể chế và thiết chế văn hóa, nguồn lực con người. Các tham luận cũng đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng của các nguồn lực, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa, bảo tồn làng cổ đặc biệt là làng Nôm, ngôi làng độc đáo và hấp dẫn và bậc nhất của Hưng Yên nói riêng, Việt Nam nói chung. Khôi phục phố hiến cổ, phát triển văn hóa Hưng Yên trên nền tảng phục hồi, cải tạo và nâng cấp các dòng sông cổ. Phố hiến là tiền cảng của Thăng Long, tức là phố hiến đã trở thành của quốc gia chứ không phải của người Hưng Yên nữa, là một cái thương cảng ở một tỉnh nhưng mà nó trở thành quốc gia rồi và các nước khác đã đến đây trao đổi hàng hóa rồi thì nó rất độc đáo rồi và nó phải có phố, có cư dân để phục vụ cho cái thương cảng ấy nó sống được. Thứ hai, làng Nôm có cảnh quan văn hóa, nó có quỹ kiến trúc là những ngôi nhà cổ, những chùa cổ, tượng cổ, có các phiên chợ, rồi có cái nếp nhà và có đức tin tôn giáo tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng thì nó là một không gian nó rất xịn. Nhưng mà nếu mà mình mà không quan tâm thì sau nó mai một đi thì sẽ không bao giờ phục hồi lại được nữa. Tôi hy vọng rằng là với cái sự phát triển của cái truyền thống phố hiến thời xưa, cái truyền thống phố hiến, đô thị phố hiến gắn liền với làng mạc, gắn liền với lại dòng sông, thì chúng ta cải tạo lại dòng sông, chúng ta phát triển cái nông nghiệp xanh và cái nông nghiệp của xã hội hiện đại gắn liền với công nghiệp hóa của hậu công nghiệp, chúng ta sẽ tạo thêm một cái những cái thành phố và những cái đô thị đầu tiên ở Việt Nam mà phát triển theo cái xu hướng của đô thị hóa hiện đại. Nguồn lực văn hóa của Hưng Yên là rất là phong phú và rất là đa dạng, nhưng mà nó vẫn có thể ngủ im. Đấy, nếu như chúng ta không đánh thức nó. Mà đánh thức nó bằng cách nào? Đánh thức nó bằng cách là biến nó trở thành cái sản phẩm hàng hóa mà được tiêu thụ trên thị trường. Muốn như thế thì nó phải trở thành sản phẩm của du lịch, phải có tiếp thị, phải được tôn tạo, phải được đầu tư, phải được quảng bá. Rồi là cái hệ thống dịch vụ nữa, nó phải phát triển sôi động, thậm chí là liên kết vùng, tạo ra cái sự phát triển đa dạng. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, những năm qua tỉnh Hưng Yên đã đầu tư nhiều nguồn lực cùng nhiều văn bản chỉ đạo nhằm phát huy nguồn lực văn hóa để xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh như chủ đề của hội thảo. Hội thảo là dịp để tỉnh nhận diện rõ hơn những thành tựu phát triển sự nghiệp văn hóa đã đạt được và những hạn chế bất cập trong việc thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, qua đó đánh giá tổng thể toàn diện, chuẩn bị các luận chứng khoa học và thực tiễn để xây dựng thể chế chính sách, giải pháp huy động nguồn lực văn hóa, xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp văn minh. Sau hội thảo hôm nay, tôi cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp các ý kiến của các nhà khoa học, trên cơ sở đó nghiên cứu nhận diện, xác định vị trí, vai trò, quy mô các nguồn lực văn hóa của tỉnh, từ nguồn lực di sản văn hóa, nguồn lực con người, từ nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác, từ đó xây dựng hệ thống hóa thành một giải pháp phát triển phù hợp để đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh. Đối với những vấn đề phạm trù khó cần có sự nghiên cứu sâu hơn thì tiếp tục đặt vấn đề nghiên cứu đảm bảo khoa học hiệu quả gắn với thực tiễn tình hình của địa phương. Nhân dịp này, tôi mong muốn các nhà khoa học, các đại biểu để tiếp tục tập trung nghiên cứu, thu thập để xác minh, làm rõ những tiềm năng, thế mạnh của Hưng Yên trong phát triển văn hóa, đặc biệt là đề xuất những giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời thẳng thắn trao đổi trên tinh thần khoa học, tìm cách tiếp tiếp cận mới, hiệu quả và tập trung làm rõ hơn những nội dung của hội thảo. Ban tổ chức hội thảo đã trân trọng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở đó sẽ đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo để có giải pháp đưa văn hóa thành một trong các trụ cột, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh. Quý vị và các bạn, để được cung cấp vào suất ăn trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đòi hỏi nhãn của Hưng Yên phải có mã vùng trồng, thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, có hương vị đặc trưng, quả nhãn có mã sáng và trọng lượng đều. Đây là đợt thứ hai trong vụ nhãn này.
hợp tác xã Nhãn Lồng Phương Thượng, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, xuất bán cho công ty cổ phần xuất ăn hàng không Địa Bài, chuyên cung cấp xuất ăn cho Vietnam Airlines. Nhãn Hưng Chi được thu mua tại vườn là 37.000 đồng một kg, cao hơn gần 10.000 đồng một kg so với giá bán cho thương lái đến thu mua tại vườn. Tuy mỗi đợt 1 tấn nhãn, song công ty cung cấp xuất ăn chỉ thu mua của các hợp tác xã đã qua giới thiệu của các ngành chức năng như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đại diện hợp tác xã Phương Thượng khẳng định, dù chưa cung cấp được nhiều nhãn cho các chuyến bay của Vietnam Airlines, song với giá gần 40.000 đồng một kg, bà con nông dân rất phấn khởi. Hiện tại cái giá cắt ở cửa vườn 37.000 đồng trên một cân. Nhãn Hương Chi trong cái vùng Việt Gáp, vùng an toàn thực phẩm của chúng tôi. Nhãn của chúng tôi là chỉ còn đủ để ký với cái hợp đồng của bên Vietnam Airlines thôi. Đại diện đơn vị cung cấp suất ăn cho hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết, để cung cấp cho các suất ăn của Vietnam Airlines, đặc biệt là trên các khoang thương gia, đòi hỏi những yêu cầu rất khắt khe, tương đương với việc xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Với các loại nông sản thì phải có mã vùng trồng, thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Công ty cổ phần xuất ăn hàng không Nội Bài của chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Công Thương Hưng Yên để đưa các sản vật địa phương lên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Trái nhãn cần phải đạt các tiêu chuẩn của vùng trồng Việt Gáp, tiêu chuẩn về màu sắc trái nhãn, trọng lượng trái nhãn của riêng biệt của hãng hàng không Vietnam Airlines. Dự kiến trong tháng 8 này, công ty cổ phần xuất ăn hàng không Nội Bài sẽ thu mua nhãn của Hưng Yên thêm 3 đợt nữa với khoảng 3 tấn nhãn tươi để phục vụ cho các suất ăn trên khoang thương gia của hãng hàng không Việt Nam. Đây là tín hiệu vui cho vụ nhãn tại Hưng Yên để nâng cao hơn thương hiệu và giá trị kinh tế trên quả nhãn, song cũng đòi hỏi các nhà vườn cần thay đổi tập quán canh tác trong việc thâm canh theo hướng Việt Gáp, đăng ký và tuân thủ các quy định của mã vùng trồng để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng và an toàn thực phẩm. Để tuần lễ nhãn nông sản Hưng Yên tại Hà Nội năm 2023 bắt đầu diễn ra từ ngày mai 25 tháng 8 đạt hiệu quả cao nhất, từ nhiều ngày nay, các nhà vườn, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã lựa chọn các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, mẫu mã đẹp nhất nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân thủ đô. Ngay sau khi được chọn ở đơn vị đại diện thành phố Hưng Yên trưng bày và quảng bá sản phẩm tại tuần lễ nhãn nông sản Hưng Yên tại Hà Nội năm nay, hợp tác xã Tân Châu Phú Hiến chuẩn bị một tạ long nhãn, một tạ long nhãn ôm sen 50kg mật ong và lựa chọn những vườn nhãn có quả đều, đẹp, chất lượng thơm ngon nhất để mang tới thủ đô. Ngày mai tôi mang 4 đến 5 tạ thì hết thì chúng tôi lại cắt lại chuyển tiếp lên để quả nó được tươi hơn. Nhãn cùi thì là chúng tôi có giá là 70 đến 80 nghìn đồng 1 kg. Long nhãn thì chúng tôi là có giá là 300 nghìn 1 kg. Long nhãn ôm hạt sen là chúng tôi bán 400 đến 450 nghìn 1 kg. Năm nay tỉnh Hưng Yên bố trí 15 gian trưng bày với các sản phẩm nhãn quả tươi, long nhãn, hạt sen, mật ong và các sản phẩm nông sản cùng 14 hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn trên địa bàn tỉnh. Để quảng bá sản phẩm tới du khách thủ đô, các đơn vị lựa chọn chủ yếu nhãn Hương Chi, cùi cổ, đường phèn, T2, T5, T6 được trồng lâu năm, chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp và chiều muộn hôm nay mới thu hái để nhãn được tươi lâu, giữ được hương vị, mùi thơm đặc trưng của nhãn Hương Yên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị sản phẩm của các hợp tác xã nhà vườn đã được hoàn tất, sẵn sàng trưng bày và phục vụ du khách. Tuần lễ nhãn nông sản Hương Yên diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chiều qua, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2023 tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình cuộc thi. Theo kế hoạch, cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 năm 2023 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9 tới tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Cuộc thi có 4 nội dung gồm phần thi chào hỏi, phần thi tìm hiểu kiến thức, phần thi tài năng và phần thi trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền nhân rộng những giải pháp mô hình hay đã được thực hiện có hiệu quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. Theo ban tổ chức, đến thời điểm này, cả 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều đang tích cực chuẩn bị các nội dung để tham dự cuộc thi đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu là một trong 6 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện tại địa phương này, có một số bài học kinh nghiệm hay được rút ra, đặc biệt là việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tuyến đường trục chính của xã Tân Dân trước kia nhỏ hẹp, đi lại khó khăn.
Nhờ sự đồng thuận của người dân, tuyến đường được mở rộng ra 7,5 mét, có rãnh thoát nước hai bên. Hàng trăm hộ dân, mỗi hộ tự nguyện hiến từ vài mét vuông đến vài chục mét vuông đất để làm con đường khang trang to đẹp. Đây chỉ là một trong hàng chục tuyến đường được mở rộng và làm mới với sự đóng góp công sức và hiến đất của người dân địa phương. Nhân dân toàn xã đã hiến trên 5.000 mét vuông đất và 25.000 ngày công lao động để mở rộng các con đường. Nhờ vậy, xã Tân Dân được đánh giá là một trong những địa phương có hệ thống đường giao thông nông thôn tốt nhất của huyện Khói Châu. Xã đã phát động thì gia đình nhà tôi xin xung phong là đầu tiên hiến đất để làm đường. Tôi đã hiến khoảng 42 mét vuông và công trình nhà tôi là tự tháo dỡ. Rất là phấn khởi vì tôi đã được tham gia đóng góp các cái công trình cho quê hương. Xác định môi trường là tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tân Dân huy động sự vào cuộc của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó hội phụ nữ đi đầu thực hiện cuộc vận động xây dựng mô hình 503 sạch với phong trào nhà sạch, ngõ sạch. Sau 2 năm phát động, phong trào đã thu hút sự tham gia của hơn 2.000 hộ gia đình cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường. Những năm qua, Hội Phụ Nữ xã Tân Dân đã tập trung vào một số những cái hoạt động, những cái phong trào để góp phần nâng cao cái tiêu chí về môi trường. Trong đó chúng tôi chú trọng các cái mô hình như là mô hình đường hoa phụ nữ, mô hình phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, mô hình thu gom rác thải nhựa và mô hình nhà sạch ngõ sạch, đặc biệt là cái phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày chủ nhật cuối tuần. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất mang lại đời sống sung túc cho người dân. Xã Tân Dân có vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung, thành lập được 5 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, hoạt động hiệu quả, thu nhập bình quân 93,5 triệu đồng một người một năm. Cùng với đó, xã Tân Dân luôn quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, huy động các nguồn lực xã hội hóa, xây dựng hàng chục công trình văn hóa, thể thao, phục vụ đời sống người dân. Trong 12 năm xây dựng nông thôn mới, xã Tân Dân huy động được hơn 250 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 100 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục công trình. Thứ nhất là người đứng đầu phải quyết liệt. Thứ hai là phải thấu đáo bàn cụ thể với nhân dân và phân tích cho nhân dân hiểu được cái ý nghĩa xây dựng nông thôn mới, nông thôn mẫu để làm gì, lợi ích gì cho nhân dân. Thì cho nhân dân đồng tình, chúng ta phải bàn bạc được với dân, dân chủ, công khai, minh bạch. Năm 2016, xã Tân Dân về đích nông thôn mới. Năm 2019, xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Năm 2021 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Khói Châu. Những kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới sẽ là tiền đề vững chắc để xã đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai, đưa Tân Dân trở thành một miền quê đáng sống để tất cả người dân đều được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp mà công cuộc xây dựng nông thôn mới mang lại. Sáng nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013. Tham gia hội thi, có 10 đội đến từ 10 huyện thị xã thành phố trong tỉnh được chia làm 2 bảng thi bằng hình thức trắc nghiệm tính điểm để chọn ra 2 đội có điểm số cao nhất bước vào vòng chung kết. Thông qua cuộc thi, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức hành động trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp sử dụng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp trong tiếp cận thực hiện thủ tục hành chính và tăng cường quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên các nền tảng số. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho huyện Phù Cừ, giải nhì cho huyện Ân Thi và 2 giải ba cho huyện Khói Châu và thị xã Mỹ Hào. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023. Từ ngày 22 tháng 8, toàn bộ dữ liệu trúng tuyển đã được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên công bố trên trang web của trường với điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm. Các ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Sư phạm Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Trong đó, nhà trường sẽ lấy giải điểm tính theo xét tuyển học bạ từ 19 đến 29 điểm. Còn kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông lấy từ 15 đến 26 điểm. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1, nhà trường bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi tại các địa chỉ như đang hiện trên màn hình. Hiện nhà trường bắt đầu phát hành giấy báo trúng tuyển nhập học bằng đường chuyển phát nhanh đến các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển. Thời gian nhập học diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 9, từ lúc 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.